Và thưa quý vị, trong khi các bảo vệ ở bãi rác Khánh Sơn mới chỉ dừng ở việc là cản trở uy hiếp phóng viên bằng lời nói, thì người tài xế trong tin tức sau đây thậm chí là còn cố tình chống đối, gây nguy hiểm tới cả tính mạng của người thực thi công vụ. Vào sáng nay 16 tháng 10, thì trưởng công an phường 8 thành phố Đà Lạt Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương xác định danh tính tài xế điều khiển xe ô tô 16 chỗ đi ngược chiều rồi cố tình điều khiển xe đẩy lui trung úy cảnh sát tới gần 100m ở trên phố. Theo đó, thì ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 49X3186 vi phạm chạy vào đường cấm. Nhưng khi nhận hiệu lệnh, tài xế đã không dừng lại. Ngay sau đó, thì trung úy cảnh sát Trần Văn Bình đưa điện thoại lên quay phim làm bằng chứng vi phạm, thì bị tài xế lao thẳng xe vào người, buộc anh phải đu bám lên cần gạt nước. Sau khi bị kéo dê hơn 100m, trung úy này nhảy khỏi xe, may mắn không bị thương. Ngay sau đó, trung úy này đã báo về cơ quan phối hợp với công an thành phố Đà Lạt xác minh xe vi phạm và phát hiện xe này đậu cách hiện trường khoảng 500m. Hiện công an phường 8 đã yêu cầu chủ xe lên làm việc và hoàn tất hồ sơ để xử lý lái xe theo quy định của pháp luật. Hiện tài xế đã bỏ trốn, song bước đầu cơ quan công an xác định là người điều khiển xe ô tô có hành vi liều lĩnh, coi thường luật pháp như trên có tên là Tuấn, thường được gọi là Tuấn Chọc, ngụ ở tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, là tài xế cho nhà xe Việt Tân. Vâng, theo quy định của pháp luật, hành vi tăng ga bỏ chạy khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe sẽ bị xử phạt tiền từ 200 đến 400 nghìn đồng và bị tước bằng lái xe trong vòng 1 tháng. Riêng những người cố tình đâm xe vào cảnh sát giao thông có thể bị truy cứu tội chống người thi hành công vụ.